Văn bản tản viên từ phán sự lục, tức chuyển chức phán sự đến tản viên của nhà văn Nguyễn Dữ. Đơn vị kiến thức đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay, cô hướng dẫn các em tìm hiểu mục 1 lớn về tác giả Nguyễn Dữ. Cô mời các em cùng theo dõi. Theo sách giáo khoa ngữ văn 10 đã dẫn, tác giả Nguyễn Dữ chưa rõ năm sinh và năm mất, quê ở tỉnh Hải Dương. Nguyễn Dữ thi đỗ cử nhân thời Lê Mạc, nhưng chỉ làm quan chưa đầy 1 năm, sau đó từ quan về quê ẩn dật suốt đời.